Một buổi chiều ngày nọ, trên một cây cầu vượt ở Tokyo, có một cô bé kỳ lạ đang lững thững bước đi. Có một người qua đường tốt bụng đang định đi qua hỏi thăm, thì khi mới chỉ nhìn qua cô bé, người phụ nữ đó hai mắt mất hồn, quay người vượt qua lan can, nhảy xuống đất. Cô bé kinh ngạc cúi đầu xem, thi thể biến mất rồi. Bên cạnh chân cô bé là hoa tưởng niệm. Lẽ nào thứ mà cô bé thấy không phải là người? Muốn giải đáp câu hỏi này, hãy theo dõi bộ phim hôm nay, Sadako. Câu chuyện bắt đầu từ một cô bé có thể nhìn thấy người âm. Sau khi bỏ nhà đi lang thang trên đường, cô bé được cảnh sát tìm thấy, đưa đến bệnh viện. Chịu trách nhiệm chăm sóc cho cô là một bác sĩ tóc ngắn xinh đẹp, đã công tác nhiều năm ở khoa nhi. Số bệnh nhân mà cô chăm sóc phải lên đến hàng nghìn. Cô vẫn sắp xếp đâu vào đấy, đồng nghiệp gọi cô là Mayu. Mayu nhìn cô bé yên lặng nằm trên giường bệnh, đang định hỏi vài câu thì có hai cảnh sát đến bệnh viện gọi cô ra gặp mặt. Theo như lời cảnh sát, tháng trước ở một khu phố của Tokyo có xảy ra một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng, có tất cả 5 người chết trong vụ hỏa hoạn đó. Người phóng hỏa tên là Hatsuko, chính là mẹ của bé gái vừa mới nhập viện điều trị. Mà trên tư liệu, Hatsuko chưa từng kết hôn, nhưng qua xét nghiệm DNA xác định hai người họ đúng là có quan hệ mẹ con. Cũng có thể nói, không biết vì nguyên nhân gì, Hatsuko âm thầm sinh ra một đứa con gái, giấu ở trong nhà, nuôi lớn cho đến hôm nay. Nhưng khi đợi cảnh sát lấy hình ảnh ra hỏi, bé gái chỉ nhất mực lắc đầu, hoàn toàn không có ấn tượng gì về vụ hỏa hoạn. Đến khi hỏi tên tuổi của bé, nó cuối cùng cũng thốt ra mấy chữ, mẹ thường gọi cháu là Sadako. Vừa dứt lời thì chuyện kỳ lạ xảy ra, Mayu nhìn theo ánh mắt của cô bé, thấy đồ vật ở đằng sau chuyển động rồi rớt xuống, giống như có sức mạnh vô hình nào đó đang điều khiển. Chỉ có điều, Mayu không có nhiều thời gian nghĩ nhiều, cô còn có việc bận hơn cần phải làm, đó chính là em trai mình. Sau khi tốt nghiệp xong luôn muốn làm hot streamer qua mấy cái clip làm trò hài hước, thế nhưng lượng người xem mãi chẳng tiến triển. Ông chủ mới nói với cậu ta, cậu phải đi xem bây giờ người ta thích thể loại gì, kiểu clip kích thích tinh thần chắc chắn sẽ khá hơn. Không thì cậu đi tìm mấy nơi có sự kiện ma quái mà quay. Điều này đánh thức cậu em trai, cậu ta lập tức lên mạng tìm những địa điểm bị ma ám. Rất nhanh, cậu ta tìm được một ngôi nhà bị hỏa hoạn mà gần đây được bàn tán rất nhiều. Được rồi, chính là căn nhà này. Cậu em vác theo máy quay đến căn nhà đó. Nào có biết, ngôi nhà mà cậu chuẩn bị vào chính là nơi mà hồn ma Sadako đầu thai chuyển kiếp. Lúc này, Mayu đang bận giải quyết phiền toái lớn của bệnh viện. Cô bé gọi là Sadako kia bởi vì tính cách trầm mặc, tách biệt không nói chuyện, khiến những đứa trẻ khác cô lập, trêu đùa nó. Những lời độc ác kích thích Sadako, vậy nhưng cô bé vẫn chỉ nhìn chằm chằm vào một hướng. Đột nhiên những đồ vật trên giá đều bay lên, quăng về phía bọn trẻ, khiến chúng vô cùng hoảng sợ. Nhân lúc hỗn loạn, Sadako lặng lẽ bước vào thang máy. Trong không gian nhỏ hẹp, cô bé nghe thấy một tiếng tinh. Thang máy dừng ở tầng hầm thứ 3. Khoảnh khắc cửa mở ra, trong bóng tối hiện ra một cỗ xe lăn. Ngồi trên đó là một ông già, mắt trợn tròn dã, đột nhiên xông qua. Mấy lúc này, Mayu đến kịp, cắt đứt ảo ảnh mà cô bé nhìn thấy. Sau đó, còn chưa an ủi được mấy câu, thì tivi bên giường bệnh hiện lên một cái bóng mặc đồ trắng, khiến Sadako sợ quá, ngất đi lần nữa. Mayu không nhìn thấy những thứ này, đương nhiên không hiểu được nỗi sợ hãi của Sadako. Trong khi đó, cô có trăm ngàn lời thắc mắc không thể giải đáp được, thì quản lý của em trai gọi đến, nói rằng có chuyện quan trọng muốn nói. Sau khi gặp mặt, quản lý lấy máy tính ra giải thích cho Mayu. Một tuần trước, em trai cô vì để thu hút người xem mà chạy đến hiện trường một vụ hỏa hoạn quay clip. Vậy nhưng sau khi quay trở về, trạng thái của cậu không đúng lắm, giống như bị dọa mất hồn mất vía, tinh thần bất ổn, toàn nói ra mấy lời kỳ lạ. Sau đó nữa, liền mất liên lạc với cậu ta. Mayu rất lo lắng cho an toàn của em trai, liền nhanh chóng gửi tin nhắn cho cậu, nhưng tin gửi đi như đá ném xuống biển. Không còn cách nào khác, Mayu phải kìm nén nỗi sợ, mở video của em trai để tìm manh mối. Sau khi nhìn thấy em trai giới thiệu xong, các bạn vẫn chưa biết đúng không? Người phóng hỏa là Hatsuko, khi còn sống ở một nhà ngoại cảm, rất biết cách làm mấy trò ma quái. Nào, bây giờ chúng ta hãy cùng vào phòng xem. Nói xong, cậu ta liền chui qua dây bảo vệ hiện trường, bước vào căn phòng đầy những vết tích đáng sợ. Góc máy rung động, ánh sáng u ám khiến cả căn phòng trở nên rất đáng sợ. Dường như có thứ gì đó không được sạch sẽ núp ở đây, chờ đợi thời cơ để hành động. Đợi một chút, cậu em trai dừng bước. Mọi người mau nhìn xem, tủ quần áo này có treo một cái khóa xích, nơi này chắc chắn là để giấu thứ gì đó bí mật. Khoảnh khắc cậu mở cửa ra, Mayu đang theo dõi qua màn hình kinh sợ không thôi. Trong tủ dán đầy những bùa chú, ở trên nóc còn treo một đống đồ chơi. Lẽ nào đây là nơi mà Sadako bị nhốt lại? Vì để tìm chút manh mối trong đoạn clip, Mayu quan sát kỹ càng như bị kéo vào đó luôn. Trong chớp mắt cô hoảng hốt, tại sao lại có hình đầu lâu đang dung hợp với hình ảnh của em trai mình? Thậm chí còn có hình ảnh một cô gái áo trắng bay qua đằng sau em trai mình. Cảm thấy lạnh hết sống lưng, Mayu lập tức tắt máy tính, đi đến đồn cảnh sát báo án, hy vọng có thể nhanh chóng tìm thấy em trai. Người phải tìm, nhưng đi làm thì vẫn phải đi. Đêm hôm đó, sau khi xong việc, Mayu đang chuẩn bị về nhà thì nghe thấy ở đầu hành lang có tiếng nói quen thuộc vọng lại.
cô mới lấy hết dũng khí quay lại xem. Hóa ra là có người đang cầm hoa, đang cố mở cửa phòng bệnh. Chị Karuhashi, sao đêm hôm rồi chị vẫn còn ở đây? Nhìn thấy người quen, Mayu thở phào nhẹ nhõm. Người phụ nữ tên là Karuhashi này từng là bệnh nhân của Mayu. Hai ngày trước khi xuất viện, vẫn còn lôi kéo Mayu, nói muốn kết thành bạn thân nữa mà. Không ngờ, Karuhashi đột nhiên kích động, lấy một cây kéo, độc ác phun ra mấy chữ. Cô ghét tôi có phải hay không? Tôi muốn giết cô. Cái gì xảy ra vậy? Mayu nhìn chằm chằm vào hung khí, chân mềm nhũn ra ngã trên đất. Nhưng đúng lúc Karuhashi tiến lại gần, cô ta bắt đầu co giật, dường như có gì đó đang níu cô ta lại. Sau đó cô ta cũng ngã xuống đất. Mayu hoảng sợ quay đầu, Sadako không biết đã đứng đấy từ khi nào. Trong mắt xuất khí đằng đằng, sau đó đột nhiên ngất đi. Đúng lúc này chỉ nghe một tiếng tách, TV trong hành lang bệnh viện tự bật lên. Núi cao rừng sâu có một cái giếng cổ. Khung cảnh quen thuộc này, có một con ma áo trắng bước đến, từng chút một chui ra khỏi màn hình. Cô ấy chính là người quen của mọi người, thanh niên ma nổi tiếng nhất mọi thời đại, một trong những nỗi ám ảnh lớn nhất của trẻ con, hồn ma Sadako. Kurahashi nép vào tường, tuyệt vọng nhìn hồn ma Sadako, giống như một con rắn đang trườn qua hành lang, dùng một tư thế đáng sợ tiến đến trước mặt cô. Karuhashi cầu cứu, cô đừng, đừng lại đây. Lúc này, Mayu cũng bị dọa sợ chết khiếp, cô kéo theo Sadako nhỏ đang bất tỉnh nhân sự chạy ra ngoài. Mà vừa đi được hai bước, cô thấy có thứ gì đó lạnh lạnh đang túm lấy tay mình. Vừa quay đầu thì thấy, sau đó mắt cô đen đi, mất đi ý thức. Đợi Mayu tỉnh lại, Sadako nhỏ đã bị đưa vào phòng ICU rồi. Cô bé dường như rơi vào trạng thái hôn mê vô cùng nghiêm trọng, mà Karuhashi vì tinh thần bất ổn lại phải nhập viện. Đồng nghiệp nhìn thấy dáng vẻ như người mất hồn của Mayu thì bảo cô nên nghỉ ngơi đi. Thế nhưng khi vừa chợp mắt, cô lại mơ thấy ác mộng. Cô thấy mình đang bị nhốt trong một cái tủ, có một âm thanh liên tục phảng phất bên tai. Sadako, Sadako đầu thai chuyển kiếp rồi. Nghe thấy cái tên này, Mayu bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng. Trên cánh tay hiện rõ vết bàn tay, chứng minh tất cả mọi thứ trong mơ đều có thể là thật. Nghĩ đến đây, cô quay lại bệnh viện thăm Kurahashi. Cô tại sao lại biết con ma tóc dài đó tên là Sadako? Cô có biết cái gì đó phải không? Quả nhiên, Kurahashi là người tận mắt chứng kiến Sadako giết người. Bạn của cô toàn bộ đều chết trong vòng 7 ngày, chết vì lời nguyền của Sadako. Sau khi hồi tưởng lại tất cả những gì người ta đồn về Sadako, Kurahashi nói với Mayu, người bị Sadako nhắm trúng đều sẽ chết, em trai cô sẽ không qua khỏi đâu. Mặc dù có thể Kurahashi nói đều là sự thật, nhưng Mayu vẫn không tin mọi chuyện là như thế. Đêm đến cô không ngủ được, liền xem lại các clip của em trai, muốn tìm ra chút manh mối gì đó. Lần này đúng là có phát hiện mới. Khung cảnh trong clip thay đổi một chút, xuất hiện một cảnh hoàn toàn mới. Một cái miệng giếng, một người phụ nữ xuất hiện trước màn hình. Đồng thời, người quản lý của em trai cũng gọi đến. Anh ta phát hiện hình bóng của em trai cô trong cái khung cảnh đó. Dường như cậu đang bị nhốt trong một hang động nào đó. Hai người gặp mặt, lấy ra những manh mối mà mình phát hiện được, xác nhận lại lần nữa. Trên một hòn đảo nọ, có một hang động như thế đã bị phong ấn từ hàng trăm năm nay, mà mẹ của Sadako trong truyền thuyết chính là người ở trên hòn đảo này. Muốn tìm được em trai, nhất định phải đi một chuyến. Đúng lúc bọn họ đang thương lượng về việc ra đảo, Mayu nhận được một cuộc gọi gấp từ bệnh viện. Kurahashi chết rồi. Các y tá phát hiện cô ấy chết trong tư thế rất kỳ quái. Bọn họ chẳng biết rằng tối hôm qua, Kurahashi nghe tiếng nước nhỏ giọt từ trên trần nhà, đang định kêu cứu thì từ dưới gầm giường xuất hiện một bộ tóc đen dài kéo cô đi vào cõi chết. Chuyện đã đến nước này cũng không còn đường lui. Hai người lên tàu hướng ra biển, đến với hòn đảo kia. Cái hang động mà họ tìm rất lớn, không mất nhiều thời gian đã tìm thấy. Vậy nhưng cảnh sát nói rằng đây là vùng cấm địa, không cho phép người ngoài đi vào. Mà vốn dĩ cái chuyện tìm kiếm người thân ở đây gần như là vô vọng. Mayu vốn không tin vào chuyện phản khoa học, ngay đêm đó đã xách theo đèn pin, cùng với anh quản lý lén đi vào vùng cấm. Cô nhìn vào con đường bị đá lấp kín, dường như có thần giao cách cảm với em trai. Cô quả quyết em trai đang ở đây. Mayu không đoán sai, cô vừa gỡ hai viên đá ra, liền bị một cánh tay vươn ra từ trong hang, kéo vào trong đáy động. Đợi khi tỉnh lại, Mayu phát hiện ra bốn bề vắng lặng, chỉ nghe tiếng nước tí tách, tí tách từng giọt. Cô đi theo tiếng nước đến một cái hồ nhỏ, quét mắt liền thấy em trai của mình đang ở đây, đang co ro lại thành một cục, không ngừng run rẩy, không nói được nửa lời. Mayu nhìn theo hướng của em trai, thấy một cảnh ngoài tưởng tượng. Sadako nhỏ vốn dĩ phải ở trong bệnh viện, lại đang đứng ở giữa hồ nước, phát ra những âm thanh đáng sợ. Bóng cô bé lúc mờ lúc ảo, Mayu thấy như đang được xem một bộ phim chân thực hơn bao giờ hết. Bỗng chốc khung cảnh thay đổi, cô nhìn thấy một người phụ nữ trong lòng ẵm một đứa trẻ đau đớn nói: xin lỗi Sadako, mẹ đã đi vào bước đường cùng rồi. Đợi khi nến cho khung cảnh đó tắt, cuối cùng Mayu cũng hiểu, năm đó hồn ma Sadako bị mẹ bỏ rơi, mang theo oán hận vô cùng luân hồi, bị biến thành oán hồn. Lần này Sadako nhỏ chính là hồn ma Sadako luân hồi mà thành, tiếp tục vòng lặp giết người trả thù.
Mà Sadoko nhỏ cũng thế, bị mẹ coi là ác quỷ đầu thai, từ nhỏ đã bị nhốt vào trong tủ quần áo, thiếu đi tình yêu thương khiến cô bé trở nên u ám. Sadako nhân cơ hội này trỗi dậy, biến cơ thể của Sadako nhỏ thành nơi trú ẩn ở kiếp này. Người mẹ vốn dĩ là một nhà ngoại cảm, biết được điều này cũng gọi con là Sadako. Từng giây từng phút một, cơ thể của Sadako nhỏ đang nằm trong phòng ICU đấu tranh với tử thần. Mà linh hồn của Sadako nhỏ thì đã bị vô số những hồn ma kéo xuống hồ, dần dần biến mất trong làn nước. Lúc này, bản năng làm mẹ trong Mayu trỗi dậy, xông đến hồ hét to. Đừng bỏ cuộc, mẹ của con ép chết con, thì hãy để cô thay thế mẹ con yêu con. Mayu dùng hết sức bình sinh mới lôi được Sadako nhỏ lên bờ. Lúc này, anh quản lý cũng đã đuổi kịp đến nơi, giúp đỡ Mayu đã đuối sức. Khi bọn họ chuẩn bị rời khỏi nơi này, một mặt trăng máu vừa khít miệng hang, đám hồn ma vừa nãy bò được lên bờ, túm lấy Mayu, cố gắng kéo cô xuống hồ. Em trai nhìn thấy chị sắp bị kéo xuống, chợt bừng tỉnh, vượt qua nỗi sợ của mình, xông về phía trước, chặn giữa các hồn ma và chị gái. Chị, mau chạy đi! Em trai hét lên một câu, sau đó không cam tâm, bị các hồn ma kéo xuống đáy hồ. Em trai chết rồi. Đây là một câu chuyện hoàn toàn mới về hồn ma Sadako, thay đổi rất nhiều chi tiết của những phiên bản cũ, biến câu chuyện giết người trong vòng 7 ngày thành một câu chuyện tình cảm chị em.